Vu Lan là dịp để mỗi người con Phật nên chọn lối sống chậm lại, biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn. Là dịp để mỗi người con hướng lòng thành kính đến các đấng sinh thành, những người đã có công ơn sinh dưỡng chúng ta. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 26 tháng 7 âm lịch, chùa Phước Linh, huyện Bình Thuận, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566 và phát hơn 2.000 phần quà cho bà con tại địa phương. Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Huyền Thông, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Hòa thượng Danh Động, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Huệ Như, trụ trì chùa Phước Linh, trưởng ban tổ chức, cùng chư tôn đức tăng ni, chính quyền và đông đảo Phật tử các nơi về tham dự. Mỗi năm cứ vào độ tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan tri ân và báo hiếu về với bao người con hiếu thảo. Toàn thể chư tôn đức tăng và Phật tử tổ chức trang nghiêm lễ Vu Lan, cúng dường chư Phật và dân y ca sa, dựa vào uy lực giới đức của Đức Phật và chư tôn đức, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ và cha mẹ đã quá cố được siêu thăng cõi tịnh độ. Phật tử Như Thanh đọc cảm niệm Vu Lan. Tiếp đến, đại diện đạo tràng Phật tử Hoàng Ngọc dâng tác bạch và cúng dường y ca sa đến chư tôn đức tăng ni sau 3 tháng an cư kiết hạ. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Huyền Thông tán thán công đức của quý chư tôn đức, quý Phật tử đã vân tập về đây. Hòa thượng cũng nhắc nhở đến quý Phật tử phải luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ, hiếu thảo hiếu thuận với bậc sinh thành. Dịp này, chùa Phước Linh đã trao hơn 700 suất gạo, 1.000 ổ bánh mì, 1.000 ly nước đến tay bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Tổng trị giá buổi phát quà là 120 triệu đồng. Những phần quà được trao đến tay bà con là tất cả tấm lòng của người con Phật, mong bà con cố gắng hơn trong cuộc sống.